Cập nhật về vụ bé mèo Go phải rong bình oxy về nhà cho bé thở, gia đình nhà hai bé trai vẫn giữ nguyên quan điểm rằng có con mèo thôi mà phạt hành chính vài triệu là xong. Mới đây thì chồng của chủ bé mèo Go cũng đã lên tiếng bảo vệ vợ sau loạt công kích từ chính người cô được xem là người thân. Cụ thể thì anh chia sẻ như sau. Tới giờ phút này đúng sai còn không chịu nhìn nhận, bảo thủ suy nghĩ dù có con mèo thì có ra sao, ra pháp luật cũng phạt hành chính đền vài ba triệu là xong. Giữ cái thái độ đó mà đòi ép buộc nạn nhân xóa bài thì để tiền đó mà thuê gia sư về dạy dỗ lại con cháu nhà mình đi. Mấy ngày Tết thì tôi chưa muốn làm lớn chuyện, tại tình hình sức khỏe của con Go nó không ổn định, thì tôi làm đúng sai có lẽ là không còn đơn giản vài ba câu xin lỗi là xong đâu. Bài viết ngay lập tức đã nhận về sự quan tâm và ủng hộ của rất nhiều cư dân mạng. Trước đó thì nhiều người thân họ hàng của chị chủ nhà mèo đã lên bài trách cô là cố tình làm lớn chuyện, không quan tâm đến tương lai của hai đứa nhỏ và những người trong gia đình của mình.